mình phải nói những câu chuyện ra để cho họ biết. Từ nãy giờ cô nha, 3 năm đi, cô nghĩ cô xài cái cọc này 3 năm thì mỗi ngày có mấy chục sen nè. Thì cái máu nó thấm lâu hơn nữa. Cũng đúng. Dạ, nếu mà nói đến xâm thẩm mỹ bây giờ thì Thảo Vân nói là con người của mình hay quá đi. Cái sức sáng tạo không ngừng nghỉ. Hồi đó mình thấy xâm mình đã thấy hay rồi, bắt đầu thêu rồi bắt đầu blading á. Rồi bắt đầu là xóa, xong bắt đầu coi như là họ làm quá hay đi, để cho mình tưởng tượng rằng ngành xâm này là ngành mà để cho mọi người nghĩ, thậm chí mọi người nghĩ rằng ngành này là từ Việt Nam. Mà phải thật sự sự không? Đó, tất cả đều từ Việt Nam. Tại sao không phải là từ Việt Nam mà tại vì người Nam mình quá khéo, chịu khó, giá rẻ mà lại khéo. Thì mọi người cứ nghĩ là cái này xuất phát từ Việt Nam và tất cả đều là từ Việt Nam ấy. Nhưng mà thực ra người Việt Nam học các nơi. Xong về tích tụ lại, chẳng hạn như Phương Ngân đã đi học các nơi rồi. Bây giờ mới cho mình một cái chuyên sâu của mình. Thật sự nói về cái ngành này mà xuất thân ở Việt Nam á cô, thì nó có ý nghĩa gì nè. Ngày xưa đó là mình làm tattoo. Xong người Việt Nam mình á, mấy cô cũng rất là sáng tạo thì mới làm cái tattoo đó lên mặt. Thật sự hồi xưa thì làm tattoo lên mặt giống như cô dì chú bác ngoại nội mình ngày xưa đó, thì mình làm trên mặt. Xong rồi từ từ họ mới nghiên cứu thêm. Thì cái technique này á, cái căn bản là từ châu Âu, nhưng mà người Việt Nam mình sáng tạo thêm nữa cô, để update vô cho người Việt Nam của mình. Nhưng mà nói về Việt Nam thì cũng đúng, nhưng mà Việt Nam là ngày xưa là mình làm theo kiểu tattoo. Bây giờ thì vừa hòa huyện với nhau. Nhưng mà đối với thẩm mỹ, đối với ngành làm đẹp, thì theo như Ngân biết, tại Ngân biết rất là nhiều về ngành làm đẹp, thì đối với Ngân đánh giá là hầu như Hàn Quốc họ nắm rồi cơ. Đúng rồi. Hàn Quốc họ nắm, Thái Lan họ cũng nắm một phần nào rồi. Thì đối với Ngân là Hàn Quốc nhất, Thái Lan nhì, Việt Nam ba. Nhưng mà với ngành xăm này, Việt Nam coi như là nhất. Mình đúng. Tay khéo hơn. Tại vì mình quá khéo, mình quá đông người. Hầu như ngày xưa cô nào qua đây cũng làm nail. Bây giờ người nào cũng qua đây học xăm. Học xăm nhưng mà tất nhiên là nail nó không giống xăm thôi, hai cái nó không giống nhau. Thì mong là các bạn học, các bạn chuyên sâu hơn. Mình cũng được những thầy của mình khuyên là ráng, đừng bỏ nghề, đừng bỏ, cố gắng, ráng. Nó không đơn giản giống như là mình nail, mình ra mình ngoài mình làm, ở khách không thích, không quay lại. Cái này nó là một nghệ thuật, một cái đam mê thật sự. Nó giống như cuộc đời của mình gửi gắm vô đó vậy đó. Mình mỗi ngày ta mà. Mình mỗi ngày mình thấy khách đẹp, khách happy, mình vui lắm. Thì đó là cái động lực. Thì mong các bạn khi theo thì cố gắng tập trung, cố gắng giống như là học trò của Phương Ngân nói là học làm sao mà cộng lông á, là nhớ nó đi làm sao, nó nằm, nó đứng, nó ngã sao phải nhớ, mà ngủ cũng phải mơ thấy cộng lông mới được. Ám ảnh luôn không? Ám ảnh luôn á, càng tốt. Tại vì thực sự mình nói đó, mà khi mình làm móng tay á thì đâu có phải ai cũng thấy mặt bàn tay của mình. Nhưng mà khi mà xăm trên mặt á, mình ra đường, cái đó là một cái là quảng cáo, hay là một cái mà mình làm sai đó, là người ta ai xăm trên mặt là cũng bị dính luôn. Nói cái vụ ai xăm, trời ơi, còn có những cái cô khách bắt mình làm những cái lông mày, mình nói mình từ chối cũng không được. Không, con cứ làm cho cô vậy đi, cô thích như vậy á, cái lông mày nó giống như cái nón lá. Nó y vậy nè. Mình nói cô ơi không được đâu, cô là không, con cứ dặm cho cô đi, cô thích như vậy đó, con cứ làm y vậy cho cô. Nó trời chết rồi, mình từ chối cũng không được mà giờ làm cũng không được. Nói cô ơi, cô nói là làm ở tiệm con nha. Cô nghe là chịu làm đó. Chịu làm mà nó đừng có làm ở tiệm con nha cô. Đi ra đúng đúng. Sao? Yeah. Chết luôn á, hỏi tiệm nào làm mà nói tiệm mình là mình chết chắc luôn. Nhưng mà khách thích. Có nhiều khách thích oái oanh lắm. Mình nói trời ơi là trời, tôi không thể nào chịu nổi. Mình nói một chút xíu bây giờ là bắt đầu xâm nó nghiêng về theo mốt của Thái Lan. Hồi xưa ngang ngang giống như dao á, bây giờ nó hất cái đít lên chút, nó ngạ lại xíu. Rồi bây giờ mình sửa thẩm mỹ, người ta cũng bắt đầu nghiêng về Thái Lan chút xíu. Vậy là cái chân mày nó sao, nó cái đường mình đi ngang là lên hơi xíu. Một chút xíu, nhưng mà có nhìn Chelsea không? Của Chelsea thì hơi không, cái này quá Thái Lan luôn. Hôm nay là ngồi là không có thời gian chặn mưa nữa. Ngồi không có thời gian, giống như mình nói đó, là nhiều khi theo đem cái qua tiệm đè ra.
nhiều khi không có hứng, giống như khi mình vẽ khi mà không có xăm là mỗi ngày mỗi kiểu. Đúng vậy. Yeah. Bây giờ như là xăm thẩm, giống như mình nói về sửa mắt sửa mũi kiểu Thái Lan đi, hồi xưa là theo Đại Hàn đó là thẳng gọn, tóm lại cái đầu mũi ha. Bây giờ Thái Lan thẳng nhưng mà tròn tròn một chút xíu ngay đầu mũi. Cái mũi ra nhỉ? Nó hơi tròn tròn thì nó lại tự nhiên. Bây giờ bắt đầu là những tiệm người ta bắt đầu lấy tên nghi nghi về Thái Lan. Hoặc là kiểu sữa với sâm cũng nghi nghi về Thái Lan. Bởi vậy nếu mà ai mà mở tiệm thì nên chọn cái tiệm nào tiếng hơi Thái Lan chút xíu. Sao biết được. Khi nghe người Campuchia, người Thái Lan cũng cần giống nhau nha. Ô, nói về Campuchia, Campuchia, Lào, cái ngành này hầu như họ không biết luôn. Không biết luôn. Người Phi nhận sao này biết chắc hả? Người Phi. Phi, khách của Ngân là Phi nè, Mã Lai, Indo rất nhiều. Họ qua đây rất là nhiều, họ vô Phú Lộc Thọ mua vàng. Thì nhờ cái bên nhờ thì Ngân có những người khách Lào với Campuchia tội nghiệp lắm, không biết mà họ qua đây á, họ bị những người ở bên đó làm á, trời đúng là lá liễu đó. Cái lá liễu sao để y vô vậy luôn, trời ơi mình nhìn muốn xỉu luôn á. Thì nếu mà bạn nào mà có dự định theo như Ngân khuyên á, dự định ở Việt Nam mà có dự định mà làm á, thì đi qua Thái Lan với đi qua Lào với Campuchia đánh vô đó cũng good lắm luôn á. Coi như là mình tập nghề đi. Coi bên đó tập nghề qua làm sai là bị bắt ở lại là cũng có thể. Việt Nam mình khôn lắm, không thích qua làm Campuchia đó. Đâu có nhiều tiền. Bên đó họ ok lắm. Họ chi tiền đó, họ chi tiền, họ làm cũng. Bên đó mình phải nói tiếng của họ hả? Hay họ nói tiếng mình? Họ nói tiếng Anh. Họ tiếng Anh cũng được. Campuchia nói tiếng Anh. Vậy là đi một nhóm á chị, chia người ra làm. Cũng được, nhưng mà mình một mình thì nhiều lúc hơi ngại. Thành ra mình phải kiếm thêm người để làm. Mình có thể một cái salon nhỏ nhỏ đi nhóm á, có thể mình làm việc đó cũng đó là cũng đi đây thua đi. Một tháng thôi chị thì gom đóng như vàng vậy. Ê có được cái nhỏ à? Good idea, good idea. Nhờ em không có bạn nào muốn làm với Ngân thì nhớ inbox nha. Đi một thôi à. Đúng rồi, mình huấn luyện ra một số bạn rồi qua đó làm chừng một vài tháng đủ thực tập thì thôi rồi quay ngược trở lại. Thật sự thì cô ha, tại vì Ngân cũng nghe một cái idea của người khác, nhưng mà mình cũng muốn làm cái idea cho mình là mình muốn về Việt Nam làm từ thiện, là dạy xăm cho các bạn mà thật sự khó khăn, mà muốn đổi đời, muốn kiếm tiền, muốn có một cái nghề trong tay. Người ta nói là ruộng lúa đề bề không bằng một cái nghề trong tay. Đúng vậy. Thì mình định lên lịch là mình sẽ về Việt Nam một lần để mình làm cái khóa học đó cho các bạn. Thì Ngân chưa có thông báo lên, sẵn đây thì Ngân nói cho mọi người biết cái dự định thôi, nhưng mà Ngân sẽ thông báo cụ thể là Ngân sẽ làm một cái lớp từ thiện đó cho các bạn. Mình check các bạn có không đủ khả năng để học, tại vì bây giờ học cũng đâu có rẻ đâu cô. Đúng rồi. Cô học ở Việt Nam mà công nghệ châu Âu ít nhất là 2.000 cho đến 10,000+, vẫn chưa thấy gì. Còn nếu mà vô học ở trong tiệm Việt Nam thì cũng đã rẻ nhất là 7 triệu rồi, bình thường là mấy chục triệu, chưa kể mua đồ, nội mua supply để mình học không là 10,000-20,000 là bình thường. Thì họ sẽ không có khả năng. Ngân sẽ hỗ trợ những cái học luôn, rồi mình sẽ tìm cách để cho các bạn vào chỗ nào làm để kiếm tiền để sống. Đấy, được đó. Dạ. Cái đó là cái idea. Mình cho cái cần câu thay vì mình cho con cá. Dạ. Đúng rồi. Các bạn sẽ nếu mà khó khăn sẽ khó, rất khó để tiếp cận với cái nghề này. Dạ. Rồi nói về Mỹ về cái ngành mới này cô, thì đối với Ngân á, các bạn về qua Mỹ á, cứ ở ngay khu này sao nói trời khó kiếm tiền quá, cạnh tranh quá là này bên kia. Bô xa này nọ. Thì tại sao mình phải ở bô xa? Hôm mình trẻ, mình đi ra ngoài khám phá đi, thử sức mình, ở ngoài thú vị lắm. Thì các bạn cứ học, xong mình đi qua tiểu bang khác mình làm. Tiểu bang khác nữa làm nail là đã quá nhiều tiền rồi. Thì nó tất nhiên nó hơi buồn, Việt Nam mình thích vui, Việt Nam mình rất thích vui. Tại sao Mỹ ta ở được mà Việt Nam mình ở không được, cứ than. Thì đi qua bên đó, vừa thứ nhất trước tiên phải gặp cô Vân để học nail trước, để mình có cái đường, mình có cái sư tỷ của ngành nghề mỹ phẩm mà. Sư tỷ. Để mình có cái chân, có cái tiền để mình sống trước đã, rồi mình theo cái nghề này, cái nghề xăm này á bạn cần thời gian. Thì cái thời gian đó mình lấy cái nail mình nuôi sống cái nghề này. Rồi khi mình dẫn rồi mình ra mình làm cái lông mày á, làm cho Mỹ easy 500 đồng.
6 tháng sau người ta lại, người ta làm lại rồi. 500 đồng cho đến 900 đồng một cái lông mày, 6 tháng đến năm ta quay lại làm. Mà nếu bạn làm giỏi, làm khuôn mỹ mà ít người làm, hoặc là mình khéo, mình đủ thuyết phục người ta đó, 2-3 năm sau kiếm tiền triệu easy. Yeah, nghe đúng rất là khó. Nhưng mà người đó phải đam mê, phải thực sự mình thích nghề lắm, phải khéo tay.